Chị là một người rất là thích âm nhạc, nhạc nào chị cũng nghe. Nghe nhiều bài mà chị cũng không hay nhớ tên bài hát nào. Vậy là mình cần chơi không? Mình cần phải chơi không? Thử đi, cái nào cũng được liền. Ok, mình thử. Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao. Tổng đồ thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao. Ủa, 2NE1 là nhóm nhạc Hàn Quốc mà đúng không? Ủa, chị, quên rồi. Thua. Không khó không? Con gái màu vừa. Tuy cơ à? Nhưng mà Ari có trong WhatsApp mình Ruby là gì? Ruby là Ngọc à? Đây Ruby. Bỏ đi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cảm ơn, chào Khánh Lan. Là Tiểu Nhi, em gái ruột của chị. Chị hai ruột lập lại chứ. Lập lại luôn coi. Cô gái màu hường Ari có Blossom Ruby. Mai Hồng Ngọc. Là chị Đông Nhi. Ác dễ sợ. Bing cái tên khó chờ đó nghe. Cái tên dễ thương quá à. Nếu vô rồi nhưng chắc chắn này. Fake Love của BTS. Đúng rồi đó, có điểm rồi. Yeah. Em yêu ảo quá Big Bang. Fantastic baby. Đúng rồi. Oh yeah. Fantastic baby. Đúng rồi á. Đúng rồi á. Có điểm rồi kìa. Nè đi con quỷ. Trời ơi cái này. Cô gái thời đại U40. Những cô gái thời đại U40. SNSD. Run. Không tình yêu không cuộc sống nhóm nhạc một năm. Một năm là có 365 ngày. 365. Cái nào ấy? Bóng bàn bàn. Em chỉ biết mỗi bài đó thôi. Em cũng chỉ biết mỗi bài đó thôi. Mà trả lời đại đi. Hãy cứ sống thế đi. Em cứ bay ước mơ. Em cứ luôn mong chờ được tuyệt vời nhé. Dancing with your God. Oh shit! A ghost! Ghê ta. Bang. Ôi hay quá vậy ta. Đi Tây Giang hát một bài. Em không rành. I am a good boy. Tinh đừng làm con tim anh tan nát. Đâu rất mơ hết, chị hát đi. Chị hát đó. Em có thể crazy khi tức middle finger up kêu anh cút. But baby don't break my heart. Baby don't break my heart. Okay, có điểm chứ đúng không? Có điểm. Đã khóc khác. On next level. I'm on the next level. Yeah. Em là một đẳng cấp khác riêng. Hay dữ vậy trời, chưa nghe bài này luôn. Cuối cuộc tình chân chính Mỹ Anh khắc lên. Real love. Có ai từng tân để cho chị biết cái điệu là gì không? Chứ chị thuộc á. Rồi đúng rồi đó. Đâu là bài cuộc tình chân chính Mỹ Anh khắc lên. Là bài real love. Tay em với ra dù hai ta đứng xa, em vẫn đưa đôi tay này cho anh cảm sự bước em qua chung gác. Hay quá. Hai chị mình phối hợp nhẹ nhàng nghe chứ. Thật sự là mình không có sự giúp đỡ gì từ mọi người đó nha. Mình là từ từ lực cánh khả năng. Đúng rồi, thật là phi thường. Thấy mình thấy hãnh diện về bản thân, về kiến thức âm nhạc rất sâu rộng của bé Vi.